clip cuối này á, clip tiếp theo em nghĩ là đường quyền nó sẽ mạnh đăng đà hơn đúng không? Sẽ là những đường quyền chốt hạ, đường quyền chốt hạ. Ôi mặc váy cưới thế này là chốt hạ rồi anh ơi. Mặc đầm dài là được rồi. Ôi trời ơi. Cái này là quay lúc 5 giờ sáng rồi. 5 giờ sáng. 3 giờ sáng là phải mở mắt ra. Trang điểm là dậy lúc 3 giờ sáng hả? Dạ. Trang điểm. Mà em thấy không? Lật đật để đón cái bình minh. Đúng rồi, đón bình minh. Từ ở trong cái đường mà ra được cái bãi cát là phải đi bằng xe máy cài. À, chứ là cái đường đi rất là xa. Anh em mới ngồi xe máy cài mà cà lóc đi mà cứ cái cát mà nó cứ sụp tới sụp lui mà đó, bởi vậy mọi người thấy trên khung hình chỉ là một cô gái mặc váy cưới lãng mạn, đằng sau khung hình này là ngoài cái đường quyền ra thì nó còn rất nhiều thứ vất vả nữa. Đó là gắn nguyên một vòng như người đó, nó còn bằng nửa thôi trời ơi, mặc đồ chú rể nữa chứ. Ở đây là thứ hai mặc đồ chú rể đó. Quỳnh chữ, trời xưa đám cưới tôi đâu có vậy đâu. Đám cưới tôi hả, sơ sài. Ngày xưa là quay cảnh như nào sơ sài? Trời, ngay xưa, ngay quận 2 luôn em, ngay cái đồng trống á, chụp sơ sài, chụp đơn điệu. Mà nói hả, bây giờ đi quay hả, với dân á, nhỏ đồng tiền á. Rồi hả, chỉnh chu, rồi lãng mạn, rồi đi déo đồ này nọ, chữ quá trời luôn. Nhưng mà đúng mà, phụ nữ là đúng rồi, hôm sau hấp hôn hay gì thì đầu tư lại đi anh. Không, lúc này là chữ xong là quá mái, tắt nguồn. Tắt nguồn luôn hả? Sướng hay là cái bất ngờ hay là cái sợ hãi? Cái nét ngạc nhiên và pha trộn với sợ hãi nữa nha. Không, ngạc nhiên làm sao mà á. Cái này những cái nét bị móc túi em rồi, không sẽ biết rồi đó. Sợ sao á? Mà không, thật sự sợ. Em thấy biển rộng không? Dạ rộng. Rộng như tình cảm của anh dành tặng cho em gì đó. Anh ngồi đây bình tĩnh mới nhớ nè. Phải nói là em ơi, em thấy biển rộng không? Dạ rộng. Em thấy biển rộng bằng biển anh không? Không, gọi cho hay hơn đúng không? Mà quên thoại, lúc này chờ vào bình minh không? Nhưng mà đây là không khí đang lãng mạn. Anh há cái miệng ra là từ hôn liền. Là từ liền. Từ hôn liền đúng không? Rồi tiếp đi. Em nè. Dạ. Em thấy biển ngày hôm nay đẹp không? Dạ đẹp. Nhưng mà em đẹp hơn biển. Thính rồi. Đẹp hơn. Đẹp đó. Đó, nè, nhìn vậy thôi. Cái chiếc nhẫn ở ngoài nó xét hết trơn rồi. Trời, chúng ta ten. Câu hỏi này lừa được mọi nhiều người nè. Ai cũng biết là phải đầu tư đúng không? Vậy là cái ông Huy Huyên, tại cái máy nó quá đẹp. Đi quay lên cái chiếc nhẫn nó lấp lánh. Trời, ở ngoài nó xấu. Nó rất ngứa luôn nha. Lại ngứa mình xét nữa hả? Nó bị ra ten em. Bồ lên nó đẹp ghê. Lên đẹp lung linh ha. Ai ai anh yêu em. Em cũng yêu anh. Em bị ham Vân à? Em. Mặt em bị ham Vân ơi. Em nghĩ vì đồng, vì tiền anh, vì tiền. Nhỏ này làm nhanh ghê lắm hay sao á, lúc nào cũng tiền. Em nghĩ giống như là em đóng với anh Lâm xong là em có thể đóng được với tất cả mọi người trong showbiz này luôn. Anh yêu đó nè, quay nè, lúc đang quay nè, anh nói em trước rồi đó, quay phim chạy theo, ước đôi dài, biển mạnh cũng la, ước dày cũng la, có hai ông quay phim la với nhau nữa, ông này la ông kia, ông kia la ông nọ, chiều hai ông làm quà, đúng rồi, nhiều khi áp lực công việc đấy. Quá hay luôn, Lâm Vân. À, con anh á, con anh coi tới khúc này ba mẹ nè, ba mẹ. Con tưởng mẹ thì ba mẹ rồi Quỳnh biết. Đáng lẽ là nhà ngoại chuẩn bị về rồi mà nghe con nói câu đó nữa thì nè ba nè mẹ ba. Nè. Quýnh nhỏ, quýnh hai cái. Anh nè. Có bây giờ sau này cái anh hết yêu em không? Khi nào biển ở đây không còn nước nữa thì anh sẽ hết yêu em. Khi nào sống ở đây không còn dỗ nữa
thì trái tim của anh mới không nghĩ về em. Bất ngờ quá à. Còn nhiều điều bất ngờ anh muốn dành tặng cho em. Nhưng cái này là con anh, là ba ôm mẹ này. Ba mẹ đó, ba mẹ. Ba mẹ ôm nhau hả? Mẹ đánh hai cái. Nhi khóc ngất. Nhi khóc ngất. Trời, rồi em biết không, tức là tội anh em thiết kế lắm. Có nghĩa là khi mà dậy là quay phim được ngủ, ví dụ 5 giờ dậy, nhưng mà thiết kế là 3 giờ mới dậy rồi. Khỏi nguyên cái vàng bong bóng của cái xe luôn, mà chuẩn bị rất là nhiều luôn. Và cái anh lái xe cũng dễ thương đúng không? Đúng rồi, chạy đi chạy lại, chạy sai không, quay rất lâu. Rồi, cho gặp anh lái xe máy cài đi. Cổng là tới máy cài luôn hả? Cổng ra tới máy cài, cổng không ai kêu cũng tự động cổng. Mà dép nó bị lúng em, muốn con dép lúng lắm. Cổng người trên cát nó nặng hơn nữa. Lúng. Đó là tự thiết kế ra luôn, không ai suối ai biểu gì á. Nghiệp cổng. Trời ơi, cưng ghê không? Rồi không biết cái này ngoài hiệu ứng phim trường như thế nào ha. Khi mình mà diễn viên á, anh cũng sợ coi là bản thân mình diễn lắm. Sợ thì đó, nhưng mà coi cảnh thì mình thích á, mình phấn khởi á, không biết là phản ứng. Anh đã phấn khởi như vậy rồi, khán giả còn phấn khởi 10 anh ạ. Ủa xem biết. Khi mà em có mà đấy mà, em có coi mà, em coi ở nhà em còn phấn khởi, huống chi là quý vị khán giả trường quay. Rồi có nghĩa là đầu tư quá đúng không? Đúng rồi. Tôn trọng khán giả quá. Đó khi mà máy rút ra phát cô dâu chú rể. Thì khi mà máy thò ý là khi mà máy rút ra là cái trời máy cày nó lồi lên, nó hé lên đi, hé lên đấy cô dâu lên. Ấy cô dâu chú rể ngồi trước mõm máy cày, mõm máy cày nữa là có sang được. Trước kia cái gì ta, cái nia máy cày, cái nia máy cày, cái nia máy cày lãng mạn lắm. Cô dâu chú rể máy cày ghê không? Đấy. Rất là ê, đích nhang nó có gai à, cái này. Em nhớ cái lằn ở đây không, nhớ không? Em không muốn nhớ. Trời ơi em, cái chiếc máy cài nó có những cái lằn như cái G mà em biết ngoài đường không? Cờ mà có đường có trẻ em rồi đó. Nó sẽ có những cái G hình tam giác lên như vậy nè. Nó rất nhỏ. Mà cái ngã ba của anh nó nằm ngay cái G. Cứ quay lại là quay phim. Cứ bắt vô mình tránh cái G đây. Đúng rồi, không bắt vô, không được, không vô. Rồi anh phải ngồi ngay cái G mà. Về nó bị lằn đỏ luôn. Lằn luôn hả? Nó bị ửng đỏ. Trời ơi thương quá vậy. Rất thương. Đau. Mà phải diễn hạnh phúc thấy ghê không? Khoa biết không, thường thường á mà quay những cái beauty shot như thế này á là chỉ đầu tư vô cái câu hỏi, tập trung câu hỏi thôi. Nhưng mà đối với chương trình Chọn Ngay Đi, em thấy không, đầu tư về tất cả mọi thứ, đạo cụ, phục trang, diễn viên, hình ảnh, nói chung là tất cả, mà câu chuyện nữa, đặc biệt là câu chuyện mà phải suy nghĩ câu chuyện thật là hay. Và đặc biệt biên tập là dù ngày mai quay, bắt đầu ngày hôm nay họp lại để xem câu chuyện nào hay, và diễn viên cũng phải động não liên tục luôn đúng không? Đúng rồi. Diễn viên động não liên tục ra những cái câu thoại thật là hay. Nhiều khi mà em đi quay biên tập ngủ trên phim trường luôn mà, bởi vì đêm hôm trước hoạt động họp quá nhiều. Vậy tất cả đều vất vả. Mà cái chương trình này này, cái này anh quay thường là chỉ áp lực đạo diễn thôi. Còn chương trình còn tạo thêm áp lực của quay phim nữa, là hai áp lực chồng lên anh nữa. Mà cái mặt đấy cô dâu chú rể diễn vẫn nét, vẫn gọi là thoải mái tự nhiên như thế nhưng này. Nhưng mà đau lắm em. Đau thốn nhưng mà cái quan trọng là cái khi lên khung hình đâu biết là anh ngồi lên cái gì đâu. Đúng rồi. Vẫn nghĩ là cô dâu chú rể máy cày lãng mạn. Nó khứa, em biết cái khứa hơn không? Nó khứa. Khứa dù. Thôi, anh nhắc em còn thốn mà. Thôi tiếp đi. Đó, anh thấy cái gì không? Đó. Cái cục đó đây em. Nè, anh nói bây giờ nói lỡ. Rãnh nha, giống như cái rãnh rồi. Rãnh cái cục nó chìa ra, em thấy rõ ràng ngay bên cái váy của Vân á. À. Trời ơi, anh lỡ nha, lỡ mà nó... Anh vòng một cái. Nó sực một cái, anh không biết là sao luôn á. Mà sao con ngồi được cái là được rồi. Được rồi, hên á. Cái cà thắng mà nó sực vô cái đó không biết là sao luôn. Tiếp. Để nào cười hơi gượng ha. Để có được buổi cầu hôn ngày hôm nay thì anh phải thức bao nhiêu đêm và anh phải đến bao nhiêu cây. Chứ bây giờ biết thoại gì bây giờ. Đúng rồi, nhiều khi cứ chơi anh hay hát nhưng mà không có thoại thì phải hát. Chỉ có cái lời bài hát vô cái đó mình ăn gian được điện thoại. Ừ, đấy. Chứ bây giờ vừa quay phim la, vừa đạo diễn la, nó công biên tập ngồi cằn nhằn thì phải chừa hát vô để cho thoại nhiều xíu. Tiếp.
Thì anh trằn trọc làm sao để buổi cầu hôn mình thật là hoành tráng, thật là ý nghĩa và thật là lãng mạn. Mà em biết sao tại sao cái buổi cầu hôn ngày hôm nay không? Tại sao? Tại vì anh thấy cặp đôi đình đám trong showbiz Việt á, họ cầu hôn mọi người nhà nhà đều ngưỡng mộ. Nhất là cặp đôi của anh Trấn Thành và chị Hai Vy Won. Hai người đó leo lên sân thượng và anh Trấn Thành chuẩn bị cái liễn thật là dài, cái liễn tiếng Anh tiếng U đó. Chị Hai Vy khóc dớt nước mắt. Ồ, dạ em cũng gưng gưng rồi nè. Em cũng gưng gưng nè. Còn ông Cao Thắng với chị Đông Nhi thì qua tới bên New York để mà cầu hôn. Trời đất ơi. Còn anh thì điều kiện ít hơn xíu, cho nên mình ra ngoài bãi biển. Nhưng mà cũng đâu có kém phần lãng mạn đâu, đúng không em? Đúng rồi, đúng rồi. Tự hào lên, tự hào lên. Chị Đông Nhi ơi, chị Harry Won ơi, em cũng có chồng xịn sao với mấy chị. Trời ơi, con đòn rất bự nha mấy chị nha. Trời ơi, đừng có lợn với vợ chồng em nha. Chị đó đang dụ người ta đó. Nhẫn mà vừa xét mà vừa rộng nữa chứ. Nhẫn biết nhẫn đeo chân của ai không biết. Mà như đeo ngón chân cái của anh cũng vừa. Mà nhỏ đeo nó cứ sụt lên sụt xuống hoài đó, nó vậy hoài cứ co co sợ rớt hoài đó. Đó, mà bây giờ mình tính sương sương nè. Hai vợ chồng mình từ thành phố mà bay ra đây nè. Tiền vé máy bay cho ekip quay phim, cho ekip chụp hình. Rồi tiền khách sạn, rồi ăn uống, rồi đi lại, rồi di chuyển. Rồi ra đây mướn chiếc máy cài cũng mới đúng không? Rồi mướn thêm anh lái máy cài cũng mới nữa. Bong bóng thì của anh tự thổi luôn. Ghê vậy. Em thấy này cái mỏ anh nó thừa lừa không? Nó thừa lừa không? Không, cái này là tự thổi thôi chứ mẹ đẻ ra là thừa lừa bẩm sinh rồi. Chứ không phải cho bộ nó bong bóng mỏ thừa lừa vậy thôi. Bong bóng là thiết kế thổi. Cái đó là hài thực tế đó. Hài cơ thể. Hài miệng, hài mồm. Hài miệng, hài mồm. Không phải là do cơ địa đâu, mà là do hôm qua anh thức nguyên một đêm, anh thổi nguyên một xe bong bóng, cho nên ngày hôm nay nó hơi sưng nhẹ. Ngày hôm nay em muốn đố anh Trường Gia cũng như toàn thể vị khán giả là buổi cầu hôn của vợ chồng em ngày hôm nay sẽ là bao nhiêu tiền? Nào, chọn ngay đi. Wow. Câu này khó đoán á. Rất là khó luôn, mà ai cũng chắc chắn sẽ bị lầm câu này. Tại vì đưa ra tất cả các dữ liệu, những cái cuộc hôn nhân đình đám của showbiz nè, anh Trấn Thành, rồi chị Harry, rồi anh Đông Nhi, chị Cô Thắng. Chị Đông Nhi. Nói chung là đưa những cái dữ liệu khủng khiếp lên và thấy những kim cương đồ bự chắc chắn ai cũng lầm. Chỉ có người trong cuộc mới không lầm mà thôi. Với lại quay hình ảnh đẹp nữa. Khoa ơi, từ trước giờ em có cầu hôn ai chưa? Chưa anh. Vậy hả? Thiệt luôn á hả? Rồi em định là chừng nào em có em cầu hôn? Sắp cưới rồi thì phải chuẩn bị cầu hôn chứ anh. Ủa vậy hả? Em bữa nay vẫn mất ăn mất ngủ để nghĩ tới khoảnh khắc đó. Vậy bây giờ có Vân nè, một cô gái nó dễ thương xinh đẹp, thì mình tập trước đi. Anh sẽ tư vấn cho em, nếu như bây giờ ví dụ Vân là người yêu của em thì em sẽ cầu hôn như thế nào? Rồi cầu hôn coi. Em muốn làm vợ anh đúng lắm rồi đúng không? Từ mặt cũng biết rồi, thôi cưới đi. Trời ơi, cầu hôn chị cọc cằn ghê. Mặt của Vân ham quá. Không hề luôn. Không hề luôn anh chị. Lúc này nó em có lãng mạn được đâu. Rồi em phải lãng mạn chứ, em phải cầu hôn đàng hoàng đi. Hoặc là em phải tạo bất ngờ. Rồi anh phải thí nghiệm cho em để em học hỏi chứ. Đây, em ơi. Dạ. Đưa tay đây. Có muốn làm thông gia với mẹ anh hay không? Ồ, đấy, được. Đáng mạng đấy. Mình phải tạo bất ngờ. Cứ tưởng là chữ. Nó làm lại kìa, mẹ kìa. Đưa tay cho anh. Đưa tay cho anh. Đưa tay cho anh. Đúng. Mẹ em. Có muốn làm thông gia với mẹ anh không? Đó, trời ơi. Cái là tạo bất ngờ, cứ tưởng là chửi nhưng mà... Cảm xúc ngược cái đúng không? Đúng không? Dễ thương quá trời. Anh chị em về đi, anh chị em về đi. Sao vậy, em? Bé đi, lên tham gia chương trình được hai anh cầu hôn luôn mà đồ gì à? Cuộc sống mưu sinh khó khăn, vất vả quá. Em nghĩ tới tiền đi, nghĩ tới tiền đi là sẽ thoải mái hơn. Nói chung là rất là nhiều cảnh lãng mạn đúng không? Thì bây giờ để thay đổi không khí sẽ là những cảnh hành động hấp dẫn hơn. Thì bây giờ xin mời Khoa, Vân cũng như tất cả khán giả hãy đón xem những phần tiếp theo hấp dẫn lắm sau ít phút giải lao. Xin mời. Hey!
Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.